Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem kỹ thuật trái tay của Ma Long khi anh ta thi đấu tại giải Đại hội Thể dục Thể thao Quốc gia của Trung Quốc năm 2021. Và tôi sẽ phân tích cho các bạn thấy 3 ưu điểm của kỹ thuật trái tay của anh ta. Ưu điểm thứ nhất là tầm đánh của kỹ thuật trái tay của anh ta luôn luôn ở trước mặt, và anh ta ứng dụng theo nguyên lý của võ thuật nên anh ta có thể dễ dàng chuyển động từ cái trạng thái phòng thủ sang tấn công và ngược lại, từ trạng thái đang tấn công chuyển về phòng thủ. Khi anh ta phòng thủ thì anh ta sẽ chịu và tì lực của chân phải và cái eo ở bên phải, anh ta tì lại để đỡ chặn những cái quả giật đầy uy lực của đối thủ. Và khi anh ta cần tấn công, anh ta sẽ sử dụng sức bật từ chân phải và cái eo ở bên phải, và đồng thời anh ta kết hợp vũ cái cẳng tay tới phía trước, giống như nguyên lý của võ thuật. Nó cũng giống như trong võ thuật, thì khi chúng ta bị tấn công, chúng ta phòng thủ và chúng ta chờ cơ hội để chúng ta phản công. Đỡ, 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 phản công. Ưu điểm thứ hai là kỹ thuật trái tay của Ma Long là chuyển động theo phương thẳng. Nó sẽ nhanh hơn các kỹ thuật giật trái chuyển động xoay, nên nó phù hợp với tốc độ rất nhanh của bóng bàn hiện đại. Và anh ta có thể đấu trái, anh ta có thể đôi công trái tay với tất cả các vận động viên với tốc độ rất nhanh. Và ưu điểm thứ ba, như các bạn biết, Ma Long sở trường là giật thuận tay, và anh ta luôn luôn muốn sử dụng kỹ thuật giật thuận tay trong thi đấu để anh ta có thể là ghi điểm bằng cái thế mạnh của anh ta. Nhưng cái biên độ xoay của kỹ thuật giật thuận tay của Ma Long lớn nên anh ta cần nhiều thời gian hơn. Nên chính vì cái kỹ thuật chuyển động ngắn gọn, chuyển động thẳng của kỹ thuật trái tay giúp cho anh ta xoay chuyển từ kỹ thuật trái sang phải một cách nhanh chóng và dễ dàng thuận lợi hơn. We'll be right back.
xin mời các bạn hãy xem lại video về kỹ thuật giật trái tay theo nguyên lý võ thuật của Ma Long trong danh sách phát của tôi. Các bạn sẽ hiểu rõ nguyên lý của kỹ thuật hơn. Và các bạn đừng quên cho tôi một like, bấm share, bấm subscribe nếu thấy video của tôi hay và hữu ích. Và nhất là không bỏ lỡ video hướng dẫn tiếp theo của tôi. Tôi sẽ hướng dẫn về cái kỹ thuật giật trái tay chống bóng, gò cát xoáy xuống của Ma Long. Chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tiếp theo.